7 năm trước về quê chồng ra mắt, bố mẹ chồng phản đối dữ dội vì cho rằng em không xứng với con trai họ. Người ngồi vào ghế trưởng phòng khi mới 30 tuổi. Họ chê em không có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ đàn đúm bạn bè, ăn diện các kiểu. Sợ em về làm dâu sẽ khiến gia đình họ tán gia bại sản. Nhưng đến hôm em đưa con trai họ về ra mắt gia đình, bố mẹ em mới là bên phản đối cực lực nhất. Họ không muốn cô con út tiểu thư đại cát lại phải cưới một gã thanh niên ra thành phố làm thuê. Yêu nhau 4 tháng, chồng em mới biết gia thế của bạn gái. Lần đầu bước vào biệt thự nhà mình ở Tây Hồ, anh lắp bắp chào hỏi mãi không xong. Khi biết bố mẹ em giàu có, còn em vừa mới đi du học nước ngoài về, bố mẹ chồng bỗng thay đổi tờ hẳn thái độ, gấp trúc dục cưới xin ngay. Nghĩ là em cũng tự trách mình mù mắt, chả hiểu sao 23 tuổi phơi phới ra, lại đâm đầu vào một thằng hèn, để rồi lãng phí gần chục năm cuộc đời, còn suýt nữa là mất thêm cả mớ tài sản cưới nhau xong thì chồng em chuyển về làm cho khách sạn do gia đình em làm chủ bố em sắp xếp cho anh làm trưởng phòng marketing còn em giữ chức phó giám đốc điều hành mẹ chồng em gọi điện lên trách ghê lắm kêu em làm vợ mà ép con bà lép vế đè đầu cưới cổ chồng bà còn đi rêu rao khắp nơi là nhà em bắt con bà ở trễ nhưng chả lẽ cưới xong bọn em lục tục kéo nhau về quê bố mẹ em biết chuyện cũng chướng mắt lắm nhưng vì thể diện của con gái nên ông bà bấm bụng bỏ qua mặc kệ cho thiên hạ đàm tiếu cưới nhau được 2 năm thì em xin con gái đầu lòng, bố mẹ hào phóng mua luôn cho hai vợ chồng một căn biệt thự riêng ở gần hồ. Em sợ chồng kinh ngạc nên không nói rõ chi phí, dặn bố mẹ trách nhắc tiền nông cho anh đỡ tự ái. Lúc bảo căn biệt thự tầm 2 tỷ thôi, chồng em cũng tỏ vẻ băn khoăn, nhưng sau đó cảm ơn bố mẹ vợ rối rít xin ông bà được đứng tên trong sổ đỏ cùng em cho đàng hoàng mặc dù yêu cầu của con rể khá vô lý nhưng bố mẹ em cũng đồng ý luôn vì ông bà nghĩ chuyện đó chẳng có gì to tát so với tài sản ông bà có thì cái sổ mấy tỷ không đáng bao nhiêu cả nhưng cả em lẫn bố mẹ đều không ngờ rằng chính quyết định hào phóng đấy đã khiến anh con rể quý hóa nảy sinh lòng tham muốn chiếm luôn cả căn biệt thự cách đây 3 năm, vợ chồng em có cãi nhau một trận khá lớn vì chuyện công việc. Em được nuông chiều từ nhỏ nên tự ái cũng cao, chồng thì sĩ diện, lại cố chấp không thừa nhận lỗi sai, khiến khách sạn thâm hụt doanh thu đợt đó anh ta cũng tiêu xài hoang phí một tháng làm được chục ngày còn lại toàn lấy lý do gặp đối tác để đi chơi em bực quá nên bế con dọn luôn về nhà đẻ chẳng ngờ cuộc ly thân đấy kéo dài trồng trả suốt hai năm trời cãi nhau xong chồng em im lặng gần hai tháng quá bức bối nên em đã quay về căn biệt thự một mình và đòi ly hôn nếu như anh ta không chịu xin lỗi thế mà anh ta đồng ý ra tòa luôn mới giỏi em chán nản nên chẳng thèm níu kéo bảo chồng cứ làm đơn đi rồi hai bên cùng ký là xong không ngờ anh ta bộc lộ giả tâm quá rõ, đòi chia đôi sổ tiết kiệm của em và chia luôn cả căn biệt thự, vì anh ta cũng đứng tên trên giấy tờ. Chuyện bé xé ra to, em chửi chồng đục trận ầm ĩ biệt thự hoàn toàn là tài sản của nhà em, bên nhà anh ta chẳng góp nổi một xu nào, mà cũng đòi ăn cướp trắng trợn, gọi điện về thông báo cho bố mẹ chồng, tưởng ông bà lớn tuổi sẽ biết điều hơn, nhưng mẹ anh ta cũng khuyên em chia đôi căn biệt thự, tự dưng phải đem biếu cho họ 3 tỷ rưỡi thì quá vô lý, tranh chấp tài sản mãi nên chúng em chẳng thể ly hôn cứ dây dưa chửi nhau qua lại mấy năm trời bình thường anh ta nhu nhược hèn nhát ấy thế mà đụng vào tiền tỷ một cái bỗng cứng rắn hẳn nhất quyết không trả lại em giấy tờ sở hữu căn biệt thự cố tình làm khó em mà chẳng quan tâm gì đến con bố em bảo anh ta nghỉ việc kết cục chồng em chuyển sang làm cho một khách sạn khác và chẳng thèm nói chuyện với bố mẹ vợ bạn bè khuyên em ly dị là đúng anh ta chỉ thèm khác tài sản nhà em thôi Mấy hôm trước đang ngồi hợp, bỗng dưng điện thoại rung là chị chủ tiệm đồ ăn em hay gọi ship online nhắn đến. Tưởng không có gì quan trọng nên hai tiếng sau em mới đọc, chị gửi cho em bức ảnh chụp status của một cô gái lạ hoắc. Nhưng người đàn ông bên cạnh thì quá là quen đi, chính là chồng em chứ không thể nhầm là ai khác. Em mới giật mình vội hỏi chị đầu đuôi chuyện là sao. Chị kể cho em nghe câu chuyện drama hết sức. Cô gái mà chị vừa chụp ảnh tên Ngọc, vốn là khách truột hay mua đồ ăn đêm của chị. Chị không biết chuyện chúng em ly thân nên vồ vập bảo là chị thấy con Ngọc nó đang ảnh khoe bạn trai lâu năm, giống chồng em quá nên phải hỏi ngay cho rõ. Em nhếch mép cười, xa vợ con mới 2 năm mà đã có bồ ngay được. Thứ đàn ông trơ trẽn, định bỏ qua chuyện vớ vẩn đấy. Nhưng bỗng dưng em nhận ra trong bức ảnh của cô Ngọc kia có chi tiết kỳ lạ. Cô ta ghi rõ kỷ niệm 3 năm yêu nhau với chồng em, có đủ 3 bức ảnh từ 2018 đến bây giờ. Mà 3 năm trước gia đình em vẫn đang bình thường hạnh phúc đó chứ. Vậy chứng tỏ chồng đi ngoại tình mà em không hề hay biết Phải chụp lại làm bằng chứng thôi Xong em mới nảy ra một kế hoạch để đòi lại căn biệt thự Thuê thám tử theo dõi chồng mấy ngày xem anh ta hẹn hò với bồ ra sao Biết cuối tuần này anh ta to gan đưa bồ về căn biệt thự Em giả vờ gọi điện bảo bố mẹ chồng ở quê lên để chia tài sản ly hôn Ông bà mừng húm khăn gói chạy lên thành phố luôn Đến sáng chủ nhật hôm đó chồng em lái xe đi đón cô bồ Như kế hoạch hẹn hò Em chỉ chờ thám tử gọi lại đưa bố mẹ qua biệt thự luôn ngồi đợi bố mẹ chồng tới. Tầm 12 giờ trưa, chồng em bước vào phòng khách với khuôn mặt kinh hoàng khi thấy phụ huynh hợp mặt đầy đủ. Còn em Ngọc Sugar Baby thì tay xách cả đống đồ hiệu ngơ ngác không hiểu gì. Ngay lập tức em vạch trần chuyện ngoại tình bỉ ổi của chồng, biết ngay là anh ta sẽ cãi, nên em đập thẳng vào mặt bức ảnh mùi mẫn kỷ niệm 3 năm yêu đương do chính Ngọc đăng lên. Em dọa anh ta rằng theo luật thì chuyện cặp bộ đấy đã gây hậu quả khiến gia đình tan nát, nên em sẽ kiện cho anh ta vào bộ nhí đi tù, ép anh ta phải trả lại căn biệt thự nguyên vẹn không chia chác gì hết. Nghe đến đó thì Ngọc đứng lên chạy mất dép, vứt lại cái đống váy áo túi xách mấy chục triệu vừa được chồng em sắm cho, nhìn chồng em vừa mất căn nhà 7 tỷ đem đi lòe gái, lại vừa phải chạy theo cầu xin bộ nhí đừng bỏ mình, em bật cười một cơn sảng khoái, khiến bố mẹ chồng muối mặt, đúng là nghèo thì không sang lên nổi, dạy cho họ một bài học, xong em cũng thấy nhẹ nhõm cả lòng xin chào mọi người hôm nay em xin kể về trải nghiệm có người yêu làm pt của mình em và tùng là tình đầu của nhau bọn em yêu nhau từ cái thổ còn ngồi trên ghế nhà trường cơ khi đó em là học sinh giỏi toán lý hóa văn sử địa nhưng mà lại yếu thể dục vừa hay tùng không giỏi các môn văn hóa nhưng lại vô cùng giỏi thể dục thể thao lúc đó cô sắp xếp cho hai đứa làm đôi bạn cùng tiếng để hỗ trợ nhau em dạy kèm các môn học cho tùng để đáp lại tùng tập cho em bơi tập cho em chơi bóng rổ bóng đá bóng ném đủ hết sau một thời gian thì hai đứa yêu nhau luôn lúc đó còn tình cảm hạnh phúc lắm mãi cho đến khi ra trường tùng đi làm pt thì mọi chuyện dần khác tùng bắt đầu chê body của mình không được đẹp anh khuyên mình hãy đi tập gym đi lắm lúc đi chơi với anh á anh cứ hay sờ bé mở trên bụng mình rồi thở dài khiến cho mình cũng khá là tổn thương nhưng mình vốn là đứa ghét vận động qua được môn thể dục ở trường là mình đã mừng lắm rồi Giờ ra trường rồi mình không đợi nào muốn chui đầu vào trọ nữa Rồi đến một hôm Bạn mình đi tập thấy Tùng đang làm PT ở đây Nó liền gửi cho mình xem một đoạn clip Là Tùng đang ở trong những tư thế rất ư là nhạy cảm Cùng với một bạn nữ Hai người tiếp xúc thân mật lắm Nhìn mà bỗng mắt Mình ghen lòng ghen lộn chất vấn thì Tùng bảo Ui một đứa không có chút dây thần kinh vận động nào như em Mà biết cái gì Đây gọi là giúp nhau giãn cơ hiểu chưa Mình nghe xong thì nổi đoá Một hai đòi đi tập nhưng lạ là trước đây Tùng muốn mình đi tập lắm nhưng giờ mình đòi đi tập thì Tùng lại cản bảo là em có đi tập thì đăng ký giúp anh phòng chim khác chứ đừng có tập trung phòng với anh ở chỗ làm việc mà gặp người yêu thì anh khó xử lắm anh không tập trung làm việc cho chuyên nghiệp được đâu mình nghe đến chịu ngửi ngửi được mùi sơn rồi nhưng mà sau vụ này họ cũng cảnh giác ít khi giãn cơ ở phòng tập nữa mà giãn cơ cho nhau một nơi kín đáo hơn như khách sạn chẳng hạn còn sao mà mình biết hả mình có nhiều đứa bạn lắm mình yếu thể dục, chứ bạn mình thì không. Mình nhờ một người bạn của mình mà Tùng không biết mặt, đến đăng ký tập tại nơi Tùng làm BT. Y như rằng bạn mình kể, ngay hôm đầu nói đến, Tùng đã liên tục gạ gẫm nó kiểu, em ơi, em có cần anh giảng cơ cho em không? Nhỏ bạn mình từ chối, nhưng Tùng không buông tha, cứ liên tục đến để nó giúp nó chỉnh tư thế tập, mặc dù là nó không yêu cầu nha. Đó, thấy điểm ngay rồi đó. Sau đó nó để ý thấy Tùng tan ca và đèo một chị gái về. Linh tính thấy cá cắn câu, nhỏ bạn mình đi theo sau, không ngoài dự đoán, Tùng chở chị gái kia thẳng vào khách sạn. Nhỏ bạn mình thì đi tập gym, nhưng ngoài nước và khăn ra, nó lúc nào cũng dầm sẵn muối ớt theo để chờ ngày bắt Giang Tùng hộ mình. Nó gọi một phát chưa đầy 5 phút mình và 10 anh chị em bạn bè đã có mặt tại cổng khách sạn. Chúng nó trước cũng chứng kiến tình yêu của mình và Tùng từ thời gà bông đến giờ, nên khi biết Tùng phản bội, chúng nó cũng hăng máu lắm. Rồi, 1, 2, 3, xong vô phòng. Thật, Tùng và em gái kia đang trần như nhộng và giãn cơ cho nhau hùng hục ở trên giường. Ôi, bài tập này hơi chuyên sâu ha. Mình thì thể lực yếu, không có giỏi đánh nhau. Chứ bạn mình thì không như vậy. Chúng nó nhào vào nện Tùng một trận ra trò. Còn với chị gái kia, mình nhìn phát là biết chị gái nhà giàu nhưng cô đơn. Đi tìm tình trẻ để vui vẻ rồi. Mình chỉ nói nhỏ nhẹ một câu thôi. Chào cô, chồng chị có biết cô đi tập gym, giãn cơ cùng PT trong khách sạn không? Dài dạ rồi mà còn không nên nết hả? Chị ta tức đến run người, nhưng mà đâu làm gì được Đánh xong cho đã tay Bọn mình chụp ảnh lại Những hình ảnh kia bọn mình in ra Trải khắp các phòng riêng mà Tùng đang cộng tác Tùng bị xếp cho nghỉ việc ngay lập tức Mà hình như thất nghiệp PT rồi Tùng chuyển công việc phụ lên thành công việc chính luôn Tại vì mình có nhỏ bạn làm lễ tân khách sạn Nó bảo dạo này Tùng tuần nào cũng ghé Mỗi lần ghé với một chị khác nhau Ôi dạo chắc là lại vào trong đó Để giảng cơ cho khách rồi Thôi mình chia tay rồi cũng không có đi đánh ghen chi nữa Biết tin chỉ biết chúc tùng sớm ngày mông nở hoa mai anh không biết nói như nào cho phù hợp cả nhưng mà mình chia tay em đi bạn thân của anh không thích em cô ấy bảo là em không hợp với anh và không yêu anh ít nhất là bằng cô ấy anh thấy cũng đúng nên là mình chia tay đi Ôi tổ sư bố thằng thần kinh, đến phim cũng không làm nổi những tình huống như này. Nhưng đây chính là câu chuyện mà mình trải qua đó các bạn. Oh my god, cứ nghĩ đến là mình điên mất thôi. Chào các bạn, mình là Trà, năm nay mình 26 tuổi. Nhưng kinh nghiệm bị chia tay của mình có thể viết thành sách được. Mà những lý do mình bị đá xứng đáng được viết thành cuốn truyện lạ Việt Nam ấy. Lạ như nào á, cả nhà cùng nghe nha. Hồi đại học mình yêu thắng. Ôi hồi đấy trẻ con, mình hay đi xem Tarot bối toán lắm anh thắng lại tâm linh hở ra là đốt phía tới tẩy uế nói chung là ngày đấy mình cảm thấy đây chính là chân ái real love hợp từ suy nghĩ đến hành động ôi ừ, hồi ấy mình thấy các bạn đi xem tarot bị người yêu chê mình thấy anh thắng nhà mình hết ý tuyệt vời lắm còn tính ra trường cưới cơ cũng gặp mặt đâu vào đấy rồi Ngày đấy mình chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trước anh về nhà thôi. Ấy thế mà đùng một cái, mình đang nghiên cứu mua váy cưới, thì anh hẹn mình ra gãi đầu gãi tai thở ngắn thở dài xong chốt hạ. Anh vừa đi xem bói, mình không hợp nhau em ạ, nên là bề trên đã không cho. Anh nghĩ mình nên dừng lại. Ôi, ảo thật đấy. Hai nhà trao đổi thông tin số điện thoại xong rồi. Ok, 10 điểm ngày cũng chọn rồi. Bây giờ bị đặt không hợp Ủa alo so. Mãi xong mình mới biết Anh không hợp mình Vì hán anh hợp với một con trải bài nào đấy Cây như ăn ớt Ok coi như lần đầu sai thì làm lại Đến lần hai bị đá còn cây hơn Sau đó mình yêu anh Long Người ta thì mama boy Còn anh Long là kiểu friend boy Cái gì cũng nghe lời bạn Không nói tưởng Long được bạn đẻ ra Long của cô bạn thân là Hương Không biết Hương cho Long ăn bùa mê thuốc lú gì Hương nói một Long không dám cãi hai Mình và Long quen nhau khi Hương đang đi thực tập Suốt câu quãng thời gian đó, mỗi lần kể về Hương, Long luôn là Bạn anh tuyệt lắm, bạn anh giỏi lắm, bạn anh yêu anh lắm. Nói là Hương lắng nghe anh, Hương chăm sóc anh, Hương chia sẻ cùng anh. Mọi chuyện trên đời dù khó đến đâu cô ấy đều đưa anh hướng giải quyết tốt nhất. Ôi! mình cũng háo hức được gặp người bạn trong truyền thuyết đấy, gặp gỡ nói được dăm câu chuyện, mình thấy Hương cũng được, vui vẻ tốt tính, còn Hương Hương làm gì mình không biết, chỉ biết sau hôm đó chàng trai bên mình 6 tháng thẳng thừng đòi chia tay mình như này. Anh không biết nói như nào cho phù hợp cả, nhưng mà mình chia tay đi, bạn thân của anh không thích em, cô ấy bảo em không hợp với anh và không yêu anh, ít nhất là bằng cô ấy. Anh thấy cũng đúng, nên mình chia tay đi. ok, sai thì làm lại tiếp. Mình có mối tình thứ ba. Hồi đó mình có thằng bạn thân là thằng Huy, hai đứa như hình với bóng luôn ấy. Đang yên, đang lành thì mình ngã vào con đỉ tình yêu với anh Phong. Ôi giời ơi, khỏi phải nói anh Phong ghen bằng sống bằng chết. Mà đó là yêu mình đã tém tém lắm rồi đó nha. Hai đứa hạn chế đi chung, không video call, không nhắn tin thân mật. Vậy mà đi chơi với lớp, đứng cạnh nhau anh quen. Lễ Tết bạn mình tặng quà, anh cũng ghen. Mình rối bời vờ lờ, đỉnh điểm là hôm sinh nhật mình. Mình đang đi với người yêu thì bạn chạy ra tặng quà mình có nhờ anh chụp cho mình một cái ảnh. Hai đứa trao quà hết sức là bình thường. Ai ngờ bạn mình vừa đi anh tức giận ném điện thoại cái hộp xuống đất. Xong gắt lên, anh đã nói bao nhiêu lần anh ghen rồi. Có gì đau khổ hơn nhìn người mình yêu cả ngày xoay quanh người khác. Đem tất cả những gì ngọt ngào tốt đẹp cho người khác. Anh chịu không nổi, mình chia tay đi. Ờ thôi nào, em yêu anh mà, anh... Chưa kịp nói hết ba chữ ghen làm gì, thì Phong gào lên. Nhưng anh không yêu em, người anh thích là Huy Nhìn cả ngày cậu ấy xoay quanh em Anh muốn tán em để cậu ấy dừng lại Ngờ đâu là khó chịu thế này Thấy mà không có được, cay quá cây đệt con mẹ không biết ai mới là người phải cây ấy. Thôi được rồi, quá tam ba bận Nên mình chuyển sang yêu con gái rồi Anh Phong coi như tín hiệu vũ trụ đi Trộm vía từ ngày chuyển sang yêu Linh Người yêu hiện tại của mình Cuộc sống bỗng hóa màu hồng Em phát hiện mình bị cấm sừng khi đang lướt tớp tớp, Hôm đó lướt tớp tớp cuốn quá Thế là em lạc trôi theo thanh tìm kiếm đến tận mấy video lạ lạ Thì phát hiện một trang tớp tớp của bà cô giàu có nào đấy Ấn tượng là dưới mỗi video đều có một ông chú si tình Comment khen lấy khen để Lúc đấy em còn thầm ngưỡng mộ họ Vì đến độ tuổi ngủ tuần mà vẫn còn yêu nhau như thỏa đôi mươi Ông chú cứ comment khen nào là Sao lại có thể xin đến mức này nhỉ Rồi nào là trêu em gì ơi Đã đủ tuổi lấy bằng lái chưa mà đã tự chạy ô tô còn cả làm thơ, nếu anh bẻ khóa vượt trào thì liệu có thể chui vào tim em? Đọc những bình luận mùi mẫn đó mà em vui lây. Đúng là ai cũng trở nên trẻ con hơn khi họ yêu đúng người. Nhưng mà khoan, em thấy có gì đó hơi quen quen. Cái tên anh hạt mít và quả avatar hoa bỉ ngạn này thì không thể lẫn đi đâu được. Đích thị đây chính là ông người yêu của em. Sở dĩ em nhận ra là vì người yêu em từng vô tình dùng ạc này và share video cho em xem cùng ai dùng top top sẽ biết khi nhấn vào một link người khác xe thì nó sẽ hiện dòng chữ ABC đã chia sẻ video này. Vậy làm từ trạng thái ngưỡng mộ, em chuyển sang buồn nôn đến trợn tóc gáy. Người mà em tưởng là một ông chú si tình lại chính là tài khoản clone của người mình yêu. Hắn lại đang cưa cẩm một bà cô bằng tuổi mẹ của hắn. Em điên tiết lắm. Nhưng lúc đó chưa đủ bằng chứng thì khó bắt được tại trận, thế là em giả vờ như chưa biết gì để theo dõi tình hình. Những ngày sau đó, người yêu em đúng là có những biểu hiện rất lạ, điện thoại thì bật chế độ im lặng, hay lén lúc chạy ra ngoài khi có ai gọi đến, thường xuyên bận đột xuất. Chỉ mới một tuần sau khi qua lại với bà cô kia, mà trong ông này lên hương hẳn, tóc tai quần áo bóng bảy, người lúc nào cũng nồng nặc mùi thơm, quá rõ ràng để chứng minh ổng cặp kè nữ đại gia kia, nhưng em lại không nở bắt quả tang ổng mọi người ạ. À. Bởi vì kể từ khi quen bà ấy thì người yêu em bòn được khá nhiều tiền. Có bao nhiêu đều mang về cho em. Mua sắm cho em nào là quần áo, túi sách, mỹ phẩm, không thiếu thứ gì. Lúc này tự nhiên em lại thấy người yêu em và bà cô kia trông cũng hơi hơi đẹp đôi. Bỗng dưng lại muốn đẩy thuyền cho hai anh chị. Có một lần ông nói với em, nếu mà anh làm điều gì sai với em, em có tha thứ cho anh không? Nghe tới đó em hơi trén, cứ sợ là ông sẽ khai ra chuyện ổng cặp kè, rồi sau đó chia tay với bà cô kia. Thế thì coi như em mất trắng, Thế nên em mùi mẫn dỗ dành. Bất kể anh làm chuyện gì, miễn là anh yêu em thì em sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ. Rồi sau đó em viện cớ có việc bận để chuồn đi ngay. Nhiều lần người yêu em và bà cô kia có mâu thuẫn, bí bách quá. Ông còn trơ trẻn đến mức nói dối là thằng bạn của ổng. Nhờ em làm quân sư tình yêu, em cũng nhiệt tình tư vấn. Nhờ đó mà nhiều lần giúp được ổng dỗ dành nữ đại gia. Yên bình trôi qua 3 tháng. Đến tháng trước suýt thì lộ tẩy Do hôm đó em về quê Nhưng mà lên sớm hơn dự định Em biết mật khẩu nhà ổng nên ghé qua Mà không báo trước để tạo bất ngờ Đến nơi thì người bất ngờ lại là em Một đôi cao gót đến hộp cườm nằm chễm dễ trước cửa phòng Lần đầu tiên rơi vào tình huống này Nên em hơi lúng túng Thế là vô tình va vào cánh cửa phòng Bên trong nghe thấy thì im bặt Cả ba người, cả trong cả ngoài nín thở giữ nguyên hiện trường Em nhanh trí meo một cái Phá tan bộ không khí Thì bên trong mới có tiếng thở vào nhẹ nhõm con mèo nhà anh nó lại phá em ạ à. Ai đời tiểu nhị mà lại đi sợ tiểu tam phát hiện bao giờ Em chuồn ra ngoài mà buồn cười không chịu nổi Về sau em cũng viện cớ nhà ổng xa Nên chả bao giờ qua đó nữa Để đôi tình nhân có căn cứ bí mật riêng Hiện tại cũng được 4 tháng Kể từ ngày hai người đó lén lút với nhau rồi mọi người Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ Mà họ nghĩ em là hạt thóc Thì cứ để họ nghĩ vậy đi Em giả khờ mà cả ba người đều vui Và một người có vật chất thì tội gì phải xoắn bởi vậy mấy anh có cặp kè bên ngoài mà vợ hoặc bạn gái không biết Thì cũng đừng có vội mừng, bẫy cả đấy Vốn dĩ tôi từng có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc Chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ và trở thành vợ chồng Ngay khi tôi vừa mới học xong cấp 3 Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan Khi chồng tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời Khi tôi đang mang thai đứa con đầu lòng sau khi chồng mất tôi đang nghĩ bản thân sẽ không bao giờ đi bước nữa ở vậy nuôi con trưởng thành thế nhưng sự xuất hiện của anh thuận đã khiến tôi phải suy nghĩ lại tuy không giàu có lại còn là trai quá vợ nhưng anh thuận cho tôi cảm giác yên bình và được quan tâm che chở quen nhau được nửa năm mẹ chồng tôi phát hiện mối quan hệ này bà chửi mắng tôi là thứ con gái không biết giữ đạo làm vợ đuổi tôi ra khỏi nhà chính anh thuận đã giúp tôi xây căn nhà nhỏ sinh sống cũng từ đây tình cảm của chúng tôi lớn dần lên và tôi chấp nhận trở thành vợ của anh thuận cuộc hôn nhân thứ hai của tôi cũng được tính là tốt đẹp bởi vì vợ chồng tôi không xích mích hai đứa con cũng khá thân thiện với nhau nhưng chúng tôi lại không có con chung dù sao chúng tôi cũng đều đã có con riêng nên chuyện con chung cũng không quan trọng lắm đầu năm nay chồng tôi trải qua một cơn bệnh nặng đến mức phải nhập viện anh sợ hãi bảo tôi huyền này anh muốn viết di chúc tình hình sức khỏe anh như thế này chẳng biết rồi anh sẽ ra đi lúc nào, em giúp anh tìm một luật sư, anh muốn làm di chúc kín đáo. Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nhưng hiểu tâm lý lo lắng của chồng nên gọi luật sư đến. Khi luật sư vào phòng bệnh, chồng tôi nói muốn di chúc kín đáo 100% nên yêu cầu tôi ra ngoài, không để ai vào phòng. Gần đây bệnh của chồng tôi trở nặng, anh phải vào bệnh viện phẫu thuật, e sợ không qua khỏi nên anh ấy đã dặn, nếu như sau 3 ngày phẫu thuật mà anh không tỉnh lại thì em gọi luật sư công bố di chúc mãi yêu em chuyện không may xảy đến khi mà chồng tôi phẫu thuật xong không tỉnh lại ngay thấy anh nằm mê man trên giường bệnh tôi đã gọi luật sư đến công bố di chúc những dòng chữ anh thuận viết trong di chúc khiến tôi rơi nước mắt anh thuận để lại toàn bộ tài sản của anh cho con trai bao gồm căn nhà riêng vẫn khóa cửa nhiều năm qua mấy mẫu đất vườn cà phê và cổ phần công ty trang xây cà phê còn với mẹ con tôi anh không nhắc một lời nào trong di chúc tôi biết đó hoàn toàn là tài sản riêng của chồng anh muốn chia như thế nào là quyền của anh nhưng tôi cảm thấy anh thuận thật cạn tàu ráo máng vợ chồng bao nhiêu năm anh chẳng bàn bạc với tôi câu nào chưa được sự đồng ý của tôi mà đã làm bản di chúc để hết tài sản cho con riêng thật sự là ấm ức vô cùng nghĩ lại bao nhiêu năm qua anh thuận ở trong căn nhà được xây trên mảnh đất riêng của tôi ăn uống sinh hoạt đều do tôi chi tiền là chính anh chỉ phụ thêm một phần bởi vì anh còn phải lo cho mẹ già đang ở trong viện dưỡng lão thật không ngờ tôi chỉ là một con nai để con sói là anh thuận lợi dụng tiêu xài tiền của tôi làm ra bây giờ chồng tôi đã tỉnh lại anh biết chuyện di chúc đã được mở ra thấy mặt tôi không vui vẻ anh bảo tài sản của anh phải dành cho con của anh em không đẻ đứa con nào cho anh thì không được chia là đúng rồi em khó chịu cái gì lời chồng nói không sai nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm ức tôi nói với anh rõ ràng em là vợ của anh tại sao em lại không có phần con gái em tuy là con riêng nhưng nó mang họ của anh tên cha trong giấy khai sinh là anh tại sao anh không chia một phần tài sản cho nó em thật sự thất vọng với suy nghĩ của anh chuyện này ngày càng căng thẳng hơn khi anh thuận cho rằng chỉ con đẻ mới được chia tài sản còn con nuôi thì không anh còn cho rằng mẹ con tôi đã nhận được tài sản từ nhà chồng cũ nên không nên tham lam lấy tài sản của anh nghĩ có nực cười không chẳng lẽ cuộc hôn nhân trước anh thuận không sơ muối được gì từ nhà vợ cũ hiện tại tôi đã đưa lá đơn ly hôn cho anh thuận suy nghĩ nếu đã không thể coi nhau là một gia đình Tại sao tôi phải níu giữ người đàn ông này Cấm cho anh cái sừng rồi bỏ hả Bố em có đứa con mất dạy vải nội ha Chắc anh phải thay bác làm bố em thôi Chứ bác sao trị được cái tính hãm chó của em Trời đất ơi Không ngờ con nói trong lúc tức giận Chia tay ngày ấy thành sự thiệt có mọi người Năm 2 đại hậu Em có cô người yêu tên là Ngọc Chúng em yêu nhau đến đầu năm tư thì chia tay Ngọc thì tính tình trẻ con Hay giỏi đường cái mặt mũi xinh xắn Bố mẹ của Ngọc ly hôn từ năm cô ấy 4 tuổi. Ngọc chọn ở với bố vì bố có thể đáp ứng đủ mọi điều kiện vật chất để mấy khoe với bạn bè. Cái nết phong bạc của Ngọc kéo dài tới tận hiện tại luôn. Đời thở nhà ai đều là sinh viên với nhau mà đời người yêu dẫn đi ăn bữa ăn là phải hai ba củ khoai trở lên mới chịu là sao vậy. Dưới 2 triệu là kêu anh chả thương em, chả yêu em. Mẹ, nếu thích ăn thì em không tiếc. Ngọc chỉ đến vì sống ảo thôi đã mấy má anh em phải chụp đi chụp lại một ngàn tấm ảnh để việc cáp kết giật giật cho bằng bạn bằng bè chụp xong đồ ăn nguội lạnh mẹ nó luôn ngọc đụng đũa được vài miếng rồi chê chứ đổ đi chán quá lần sau đi quán khác anh nha má gọi ê chèn bàn đầy ụ thức ăn xong bỏ đúng là không phải tiền của cô ấy nên gỗ đâu có sót đâu nếu như tầng địa ngục có 18 tầng á chắc ngọc ở tầng 19 á vì lãng phí đồ ăn á trời Đấy, chắc là mọi người cũng đoán được lý do Ngọc cắm sừng em ha. Em Ngọc bắt cá một chục tai, sáng đi ăn với em, tối đi với anh khác. Xếp lịch đều đặn để không trùng nhau thế mới tài chứ. Mà tiếc thiệt, em lại phát hiện sớm, Ngọc không những chẳng sợ nha, mà còn thách em chứ. Giờ anh làm gì tôi? Anh không có lo được cho tôi, tôi tìm người khác thôi. Trách anh nghèo hèn thôi, tôi đẹp, tôi có quyền. Ừ, trên đời có nhiều đứa não tàn thật sự á Chắc là trong ốc của Ngọc toàn bá đậu hay sao á Ok, em không chấp, coi như tiền đã tiêu cho Ngọc suốt thời gian là quà từ thiện cho kẻ mất năng lực điều khiển hành vi đi. Cây hơn, Ngọc đi kẻ xấu em chứ. Thằng đấy vô tâm, nhỏ nhặt, cờ đỏ ấy, đừng dính vô nha. Định mệnh, con này láo quá láo rồi. Thôi, em cũng chẳng thèm đôi co. Mình đối xử như thế nào, mọi người đều cảm nhận được hết mà. À, tình cờ, méo nào, em đang gặp mẹ Ngọc ở lớp nhảy. Mẹ của Ngọc học ở đây lâu rồi, bây giờ mới học lớp của em thực sự là em cũng không biết à, tại ít khi Ngọc nhắc đến mẹ lắm gọi là chị vì mẹ của Ngọc rất là trẻ chị tên là Kim em với chị Kim hợp tính nhau lắm chẳng bao lâu hai chị em thân thiết trong lần tụ tập với lớp á em kể chị nghe chuyện của Ngọc chị ngạc nhiên mặt cau lại lấy ảnh cho em xem có phải con bé này không em mới sững sờ đúng thiệt là Ngọc chị Kim thấy mặt em á, tái như đít nhái luôn chị xoa xoa hóp tráng chậm chậm giải thích Hồi xưa chị lấy bố Ngọc sớm vì có em bé, chị phải dừng việc học, nhà chồng mới thì quá quát, chồng mới thì vô tâm năng nhăn. Bố Ngọc toàn bỏ chị Kim ở nhà mình chăm con rồi đi hẹn hò với bồ mới. Sau 3 năm chẳng chịu nổi, chị Kim dứt áo ly hôn, chị đã đi tay trắng luôn, con cũng không có được nuôi, bị đuổi đi như đuổi chó Chẳng hiểu đằng nội truyền vào não Ngọc cái kiểu gì mà Ngọc nghĩ chị Kim là loại đàn bà mất nết, bỏ chồng bỏ con. Lúc nào cũng dành tặng thái độ lồi lõm cho mẹ mình thôi. Chục năm ngóng chờ, sát gần con mà chẳng được, chị Kim buông bỏ. Đứa trẻ không uống nắng từ bé thì mãi hỏng mà thôi. Nghe xong, á em thấy thương chị vô cùng. Người phụ nữ trông có vẻ trẻ khỏe, hạnh phúc kia là có quá khứ bất hạnh như vậy. Rồi nhân cái dịp, bố Ngọc lại gửi thiệp cưới vợ lần thứ N. Chị Kim rủ em đi với cái mát là người yêu mới. Cho em được làm bố dưỡng của bé Ngọc một lần nha, cho chị cặp với trai trẻ xem bố con nó tức nổ con mắt không, bố nó lấy gái trẻ được, chị xin như thế này, chẳng lẽ không? Phải nói là sự có mặt của em như một cú vả vào mặt của bố con nhà Ngọc. Ngọc kéo hai bọn em ra nặng lời, mà đúng là đồ đuổi mà, bao nhiêu trai không cặp lại cặp người cũ con gái, da bài dày đến nọ không biết xấu hổ luôn hả? bóp Trời ơi, tiếng vang tận Thái Bình Dương còn nghe luôn. Chị kia em tác Ngọc ba phát. Em xin phép mặc váy để được tặng cho Ngọc phát nữa cho cân má. Nè, bố em không có dạy được á, thì để bố dượng là anh đây dạy cho nha. Cái nết đánh chết cái đẹp em ơi. Loại như em á, thích hợp làm tư phò thôi nha chưa kịp để ngọc kịp định hình bọn em bỏ đi tiếp đến bố ngọc chị kim á, tặng cho các vị quan khách quà bên trong gồm tất cả các ảnh cô bồ của bố ngọc vẻ mặt các vị khách xịt keo cứng ngát đám cưới thành trò cười luôn quậy đục nước đám cưới xong hai chị em ra về lần đầu tiên được làm bố của người yêu bỡ ngỡ vậy đó chứ lần sau em xin phép làm tốt hơn nha mọi người hết chuyện ạ à. Dạo này nha, em người yêu có biểu hiện rất là lạ mọi người Cụ thể là đòi về mặt sinh lý rất là nhiều Thì có vấn đề gì không ạ? À? Mình tên Bảo, quen bé Yến được một năm Hơn rồi Lúc quen em thì mình cũng xác định cưới Vì mình đã 28 tuổi, không có lòng bông được nữa Một phần Yến là con gái của bạn thân mẹ mình luôn Cho nên hai đứa cứ thấy được ghép đôi thôi Vừa yêu nhau hai tháng, Yến đã nói thẳng là chỉ giường chiếu khi mà hai đứa cưới nhau. Yến mong mình sẽ tôn trọng cô ấy. Cá nhân mình chỉ muốn Yến được thoải mái, cho nên vấn đề sinh lý thì tự xử ở ừ, cũng được thôi. Rồi chuyện tình yêu, công việc, hai đứa rất là ổn. Cho đến 8 tháng 3 năm nay, thì Yến chủ động hỏi về chuyện giường chiếu. Hỏi với tần suất nhiều vải lượt luôn. Em ấy còn dọa là, anh yêu thì đem kiếm thằng khác. Trời đất ơi, thật lòng thì mình cũng ghiền Nhưng mà hai đứa tháng 6 năm nay cưới rồi Nên là bảo em chờ Bà ấy không chịu, dễ đành đạch Bảo là không yêu, không thương bà dĩ trơn Mình cũng dỗ, đã mất công nhịn Thì nhịn đến đám cưới luôn đi Tưởng bà ấy im im ha, không nói gì là siêu lòng ha Ai có ngờ, bữa về nhà Yến ăn tiệc á, bị các bác ép rượu xỉn đỏ mặt tía tai. Thế là, <laughs> chuyện gì tới nó cũng tới mấy ông. Yến dắt đến phòng em ngủ. Nhưng mà mình nhớ rõ, lúc mang ba con sói thì Yến thái độ không có chịu. Hai đứa cãi nhau qua lại, mình thì xỉn cho nên ôm Yến ngủ luôn. Khuya đấy, á, mình bị thức giữa đêm tầm một giờ kém. Nhìn trong phòng không có thấy Yến, tính xuống nhà bếp uống miếng nước rồi kiếm Yến luôn. Không ngờ được, xuống nhà thấy cảnh đó, mẹ Yến với Yến đang nói chuyện với một bạn nam đang quỳ dưới sân. Cảnh bác gái lấy chổi đánh, còn bạn nam vừa quỳ vừa khóc, luôn mồm đồ có trách nhiệm với Yến, đồ nuôi con và thương Yến thật lòng. Giọng bác gái khinh bỉ nói, con Yến đi lấy chồng, đẻ con ra trong nhà giàu, thì con nó được hưởng tiền hưởng của. Con mày nó sướng như tiên, mày đâu trách nhiệm cái đết gì trời. Lúc đấy mình chết sững nhìn bạn nam bị đánh không ra gì luôn. Ba gái tai đánh, mồm chửi. Tới nỗi bạn nam kia khóc ngớt, nằm ra nền xi măng ở hiên nhà. Yên mới lên tiếng chứ. Em đang nỉ anh Nên đừng phá cuộc đời em nữa. Em đâu có bắt anh chịu cái bầu này đâu. Con em đẻ ra. Đương nhiên là cháu nội của chủ bốn tiệm vàng mặt tiền. Sao anh phải xoắn mồm nó nhận con ta? Có tiền nuôi không? Chết lặng luôn. Yến hùng hổ chửi bới gia cảnh của bạn nam kia không bằng một gốc nhà mình. Qua lại với bạn nam kia cho vui, chứ không cần trách nhiệm. Có bầu á, thì có người nuôi giúp rồi. Yến trách bạn nam kia bám dai, chỉ muốn tống tiền mẹ con Yến. Bác gái cầm chổi vừa rủa vừa đuổi. Được 15 phút hù báo công an á, thì bạn nam mới chịu đứng dậy đi về. Yến ra ngoài khóa cửa, bác gái thuận mồm nói to dụ thằng bảo nhanh tay lên đi yến ơi cái bầu to hơn là chết đó nếu nó không chịu nữa thì chuẩn bị một hộp ba con số rồi đâm thủng bao đi hiểu không mình đứng trên cầu thang nghe rất rõ kế hoạch mẹ con yến vạch ra để đổ vỏ cho thằng kia mẹ yến còn bày kế ngày kỷ niệm chuốc cho em ngủ cởi quần áo tạo hiện trường giả cho nó khỏe hai người vừa đi vừa nói không để ý mình đứng trên cầu thang luôn mồm nói nghĩ đến yến gã vào nhà giàu sau này gia đình được nhờ còn ra được thằng cu thì chắc gia sản vào tay yến hết đang mơ cao sang hưởng được vạn của bố mẹ chồng yến sốc khi thấy mình đứng cầu thang nhìn mẹ con họ bác gái rớt cả mồ hôi cứ lắp bắp hỏi là mình thức lâu chưa để bác lấy nước uống mặt mình lúc đấy căng rồi hình tượng biết giữ thân của yến trong mắt mình coi như vớt nói bình tĩnh lúc đấy thì hơi căng nhưng mà mẹ yến cứ luôn mồm hiểu lầm thôi đấy giờ hỏi thử mình là nghe chuyện từ lúc nào thì mình nói thẳng luôn dạ nghe đủ chuyện con gái bác á, cấm tôi cặp sừng con có bầu con thằng khác để thằng nhà bốn tiệm vàng này ăn hết chứ gì yến tái cả mặt luôn tay rung nói chuyện không như mình nghĩ đâu mình yêu yến thiệt nhưng mà không có thằng nào chịu nuôi con thằng khác đâu em ơi yến muốn giải thích nhưng tẩy trắng thế nào được giờ mẹ yến bắt đầu á nói là có nỗi khổ riêng yến thì khóc lóc năn nỉ xin thứ tha và nói là chỉ yêu mình mình thôi kết quả thì chỉ nghe tiếng yến khóc muốn làm gì cũng được đừng hủy đám cưới là được Phản bội là phản bội, ham tiền vẫn là ham tiền. Hủy đám cưới vì không hợp á, là nể tình gia đình Yến lắm rồi. Nhưng Yến cố lấy tính mạng ra dọa. Ngày thì nhắn tin, ngày thì điện chụp cụ khóc òa lên. Bây giờ cắt đứt như thế nào đây anh em?